Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022 với một trong những nội dung quan trọng là thảo luận và hoàn chỉnh chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên phòng chống dịch, làm tốt công tác an sinh xã hội theo tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người, mọi nhà đều có Tết, đảm bảo an ninh trật tự để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tháng đầu năm 2022, các bộ, ban, ngành tổng kết công tác 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022, triển khai nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ. Cả nước tiếp tục thực hiện thống nhất quyết liệt nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 trên cơ sở nền tảng của năm 2021 tiếp tục đạt một số kết quả rất đáng trân trọng. Thủ tướng nhấn mạnh, về cơ bản, chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh. Các cấp, các ngành tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch, công tác, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt kết quả tích cực, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh được nối lại, chuỗi cung ứng lao động được khôi phục. Thủ tướng yêu cầu, trong dịp Tết, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, phải tổ chức tốt công tác ứng trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm sau Tết, và có những việc phải làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả ngay trong Tết. Tinh thần là không để tháng riêng là tháng ăn chơi. Thưa quý vị, trong năm 2021, chứng kiến sự tăng trưởng đột biến về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành phân bón khi sản lượng và giá bán cùng tăng rất mạnh. Dự báo sang năm 2022, giá phân bón sẽ hạ nhiệt. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón trong năm 2021 của Việt Nam đạt trên 1,35 triệu tấn, trị giá 559 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng 16,4% về lượng và 64% về giá trị so với năm 2020. Nhu cầu phân bón tăng cao cùng với giá bán liên tục tăng đã mang về kết quả kinh doanh đột biến cho các công ty sản xuất phân bón trong năm 2021. Trong giai đoạn giá phân bón tăng, các công ty sản xuất ure là có biên lợi nhuận gộp cải thiện nhiều nhất, tiếp đến là các công ty sản xuất DAP. Báo cáo tài chính năm 2021, công ty Đạm Cà Mau đạt 12.881 tỷ đồng doanh thu, gấp 1,6 lần năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.171 tỷ đồng, gấp 4,5 lần kết quả năm 2020. Tương tự, lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần Super Phosphat và hóa chất Lâm Thao cũng đạt gần 67 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 2,3 lần năm 2020. Theo một phân tích của một tập đoàn nghiên cứu thị trường, ngành phân bón Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,9% mỗi năm trong giai đoạn từ 2021 đến năm 2026. Vậy thực tế, cơ hội xuất khẩu phân bón của Việt Nam cũng như giá phân bón trong năm 2022 sẽ khởi sắc như thế nào? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam. Dạ vâng, xin chào ông ạ. Xin chào biên tập viên và xin chào trường quay. Vâng thưa ông, có rất nhiều ý kiến cho rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón trên toàn cầu kết hợp với chính sách hạn chế xuất khẩu của các quốc gia như là Nga, Trung Quốc dẫn đến giá bán phân bón trong nước tăng mạnh. Ông lý giải như thế nào về vấn đề này ạ? Chúng ta đều biết rằng trong cái phát triển kinh tế toàn cầu năm 2021 thì giá dầu, giá một số cái nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón của cả thế giới đều tăng. Trong đó thì cái sản xuất phân bón của Việt Nam cũng phụ thuộc nhiều vào cái giá đầu vào vào như vậy. Và vì vậy cái giá thành sản xuất phân bón của cả thế giới và của cả Việt Nam đều tăng. Đặc biệt là những cái sản phẩm phân bón vô cơ. Trong đó có những sản phẩm phân bón vô cơ như ure tăng từ 2,5 cho đến 3 lần. Và điều đó sẽ dẫn đến một cái rất khó khăn cho cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta nói chung, đó là giá thành đầu vào tăng và giá sản phẩm ấy thì còn đương gặp nhiều khó khăn đối với thị trường hiện nay của cả thế giới. Vậy theo ông, trong năm 2022 giá phân bón sẽ có điều chỉnh ra sao và tình hình xuất khẩu phân bón liệu có nhiều khởi sắc hay không ạ? Với cái tình hình như thế này thì theo chúng tôi là cái giá phân bón của cả thế giới và của cả Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, đó là sẽ đứng ở mức cao. Nguyên nhân thì đã thấy rõ
là giá nguyên liệu đầu vào đều tăng và trong một thời gian nữa khó có thể xuống được. Đặc biệt là giá dầu, than đá và một số nguyên liệu hóa chất khác, cộng với cái chính sách hạn chế xuất khẩu của một số nước có cái nguồn nguyên liệu phong phú, thí dụ như Trung Quốc và Nga, dẫn đến một cái câu chuyện là giá phân bón thế giới và trong đó nước ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, là sẽ đứng ở mức cao. Dạ vâng, và để hạn chế tình trạng tăng giá phân bón trong nước trong năm tới, chúng ta nên có những giải pháp nào ngay từ đầu năm thưa ông? Để thích ứng với cái giá phân bón cao ở mức cao như thế này, rõ ràng chúng ta trong cái sản xuất nông nghiệp ấy là phải có một cái sự chỉ đạo sát và quyết liệt ngay từ đầu để giảm được cái tác động đó. Trước hết là hiện nay khi chúng ta sử dụng phân bón vô cơ ấy, là hiệu quả nó chưa cao, nhiều nơi chưa được đến 50%, và vì vậy cần phải hướng dẫn và khuyến khích nông dân sử dụng phân bón, đặc biệt phân bón vô cơ là có hiệu quả để giảm cái giá đầu vào cho các cái sản xuất của chúng ta, vừa giảm được giá đầu vào, vừa làm tăng được cái chất lượng và hiệu quả của cái sử dụng phân bón. Hơn nữa, với cái chính sách phát triển phân bón hữu cơ như hiện nay ấy, thì chúng ta tiếp tục khuyến cáo nông dân sử dụng với một cái lượng phân bón hữu cơ nhiều hơn để đảm bảo sản xuất nông nghiệp của chúng ta xanh sạch theo hướng an toàn và theo hướng hữu cơ. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của ông với quý vị khán giả của Nông nghiệp 24 giờ. Xin được chuyển sang một số vấn đề khác của nông nghiệp. Những năm trở lại đây, tình trạng nông dân bỏ mía diễn ra ngày càng phổ biến tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Một trong những nguyên nhân được cho là do giá vật tư đầu vào tăng cao, trong khi việc xác định trữ đường, đánh giá tạp chất thiếu tính công khai khiến việc phân chia lợi nhuận giữa nông dân và nhà máy quá bất cập, nông dân quá thiệt thòi. Mới đây, thông tin người trồng mía chỉ được hưởng lợi ích chưa đến 11% khiến nhiều người sửng sốt, trong khi họ đang cung ứng đến 80,6% lượng mía nguyên liệu cho sản xuất đường ăn của cả nước. Hiện nay, các nhà máy đường quyết định giá mua vào, trữ đường và ở vị trí có lợi hơn so với người nông dân. Có nhiều ý kiến cho rằng nhóm hộ trồng mía chỉ đang nhận được dưới 11% trong tổng lợi nhuận từ chuỗi, tiếp đến là các nhà máy đường. Gần 44% lợi nhuận rơi vào khâu phân phối. Hậu quả là các hợp đồng liên kết giữa nông dân và nhà máy có nguy cơ bị phá vỡ, nguồn nguyên liệu đầu vào của các nhà máy không đảm bảo, tạo sự mất lòng tin giữa các bên tham gia liên kết. Theo các chuyên gia, ngành mía đường Việt Nam nên thiết lập hệ thống chia sẻ lợi nhuận cố định và công bằng, trong đó người trồng mía hưởng từ 65-70% nhằm đảm bảo vị thế bình đẳng, hợp lý giữa nông dân và nhà máy đường trong mối liên kết. Thưa quý vị, việc phân chia lợi nhuận bất hợp lý đã phần nào cho thấy chuỗi liên kết sản xuất ngành mía đường Việt Nam quá lỏng lẻo. Trước bối cảnh cần tái cấu trúc ngành, các chuyên gia cho rằng để mía đường trong nước có thể phục hồi và đủ năng lực cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu một cách song phẳng thì cần xây dựng liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và thương mại. Điều đáng mừng là hiện nay, sau nhiều nỗ lực mạnh dạn thay đổi, đã xuất hiện một số chuỗi sản xuất mía đường hiệu quả. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trong niên vụ 2021, các nhà máy mía ở Khánh Hòa đã chủ động thay đổi chính sách đồng hành cùng nông dân theo các chuỗi liên kết sản xuất. Theo đó, các gói hỗ trợ về giống mía, phân bón, cơ giới hóa đang giúp nông dân trồng mía giảm chi phí, nâng cao năng suất cây mía. Nhờ đó, tại Khánh Hòa, có những vùng năng suất mía đạt tới hơn 90 tấn một hectare. Bên công ty, bên nhà máy, bên người hộ nông nghiệp, nông dân mình là phải liên kết với nhau, nghĩa là hai nhà cũng như thành một nhà gì ạ. Để coi như là mới phát triển lên được, nó mới cũng như là nó mới phát triển lên cao, lên năng suất cao được. Chứ còn nếu không thì không được. Sau khi hội nhập thì chúng tôi cũng xác định cây mía đã gắn kết với nông dân, không thể nào bỏ cây mía được. Nên là cái việc là gia tăng cái giá trị từ cây mía thì hiện nay công ty đã đưa ra các cái giải pháp làm sao cái điều kiện canh tác nó được cải tiến, dùng cơ giới hóa để làm sao đưa được cái phân hữu cơ xuống để mà mình cải thiện cái tầng canh tác để giúp phần cho chống chịu hạn cũng như là canh tác bền vững hơn. Tại Khánh Hòa, những chuỗi mía đường còn là tiền đề để hình thành các tổ nhóm hợp tác xã nhằm liên kết các nhà máy, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng.
Vì thế, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, nhà máy chế biến được xem là lời giải để ổn định và phát triển vùng mía nguyên liệu, phục vụ cho công nghiệp chế biến. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam. Để nâng cao được sức cạnh tranh của mía đường Việt Nam thì ba cái yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất là năng suất mía. Thứ hai là độ đường. Thứ ba là cái hiệu quả chế biến. Ba yếu tố này mà được giải quyết một cách đồng bộ thì sức cạnh tranh của mía đường Việt Nam sẽ cao hơn trên thị trường khu vực. Vì nếu như chúng ta không hạ được giá thành, không nâng cao được chất lượng thì đấy chính là yếu tố mà không quyết định được sự cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay Việt Nam có khoảng 151.000 hecta trồng mía, tương ứng với sản lượng là 7,66 triệu tấn mía và 0,77 triệu tấn đường. Những chuỗi sản xuất mía đường hiệu quả hiện nay vẫn chiếm vị trí nhỏ trong quy mô ngành. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là những tín hiệu cho thấy ngành mía đường đang hướng tới sự phát triển bền vững. Trong đó, chuỗi sản xuất đã giải quyết vấn đề cốt lõi lớn nhất của ngành mía đường, đó là giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, có thêm động lực để gắn bó lâu dài với cây mía.